chào các bạn đang theo dõi FPT Shop Channel. Tháng 10 này, thị trường Việt Nam đón nhận khá nhiều sản phẩm mới, trong đó nổi bật nhất có lẽ chính là bộ đôi iPhone 7 và iPhone 7 Plus của Apple mới ra mắt hồi đầu tháng trước. Tuy nhiên, nếu các bạn không phải là fan của táo khuyết thì cũng đừng nên lo lắng, vì có rất nhiều điện thoại với độ hot không hề thua kém chút nào, và hãy cùng mình ngó thử xem đâu là những smartphone đáng mua nhất trong tháng 10 này. Đầu tiên, Sony Xperia XZ. Xperia XZ ra mắt với giá cả phải chăng, đi kèm là thiết kế mới cao cấp, đẹp mắt cùng camera chụp ảnh ấn tượng, chắc chắn sẽ không làm người dùng thất vọng. Đặc biệt trong thời gian này, khi bạn đăng ký mua trước sản phẩm sẽ được nhận các ưu đãi lớn kèm những phần quà giá trị. Sony Xperia XZ sở hữu màn hình 5.2 inch độ phân giải Full HD, chip xử lý Qualcomm Snapdragon 820, 3GB RAM, 64GB bộ nhớ trong, cùng bộ đôi camera 23MP và 13MP. Máy được cài sẵn Android 6.0 Marshmallow, cảm biến vân tay và viên pin dung lượng 2900mAh. Máy cũng được trang bị khả năng chống nước theo tiêu chuẩn IP65 và IP68. Thứ hai, Samsung Galaxy J7 Fram. Với ý định thống trị phân khúc tầm trung, Samsung đã cho ra mắt Galaxy J7 Fram ngay sau khi siêu phẩm Note 7 của họ được giới thiệu. Không chỉ sở hữu một cấu hình mạnh mẽ trong tầm giá, Galaxy J7 Fram còn có một thiết kế kim loại sang trọng, màn hình cong 2.5D, đi kèm là các công nghệ mới như vân tay một chạm, camera có khẩu độ lớn f1.9. Về thông số cấu hình thì Samsung Galaxy J7 RAM được trang bị màn hình 5.5 inch Full HD, chip xử lý 8 nhân, 3GB RAM, 32GB bộ nhớ trong, cùng bộ đôi camera lần lượt là 13MP và 8MP. Máy được chạy sẵn Android 6.0, hỗ trợ 2 SIM, cảm biến vân tay một chạm cùng viên pin lớn là 3300mAh. Tiếp theo, Meizu M3S. Mặc dù là một thương hiệu còn khá mới mẻ ở Việt Nam, nhưng rõ ràng những gì mà Meizu M3S sở hữu là vượt trội hơn rất nhiều sản phẩm trong cùng phân khúc. Có mức giá dưới 3 triệu đồng, Meizu M3S được trang bị cảm biến vân tay, màn hình cong 2.5D và một bộ khung bằng kim loại rất sang trọng và chắc chắn. Meizu M3S được trang bị màn hình 5 inch được phân giải tiêu chuẩn HD, chip xử lý 8 nhân MediaTek MT6750, 2GB RAM, 16GB bộ nhớ trong, cùng bộ đôi camera 13MP và 5MP. Máy được cài sẵn hệ điều hành Android 5.1 Lollipop, hỗ trợ 2 SIM, cảm biến vân tay và viên pin dung lượng 3020mAh. Tiếp theo là Oppo F1S. Nếu bạn là một người đam mê chụp ảnh selfie thì không nên bỏ qua Oppo F1S, bởi máy được trang bị camera trước lên tới 16MP, đi kèm là phần mềm chụp ảnh với các chế độ làm đẹp không thua kém gì ứng dụng camera 360 đình đám. Ngoài ra, điện thoại cũng sở hữu bộ khung kim loại đẹp mắt, cấu hình khá mạnh trong tầm giá. Oppo F1S có màn hình 5.5 inch độ phân giải 720 HD, chip xử lý 8 nhân MediaTek MT6750, 3GB RAM, 32GB bộ nhớ trong, đi kèm là bộ đôi camera trước sau 16MP và 13MP. Máy chạy trên nền tảng hệ điều hành Android 5.1 Lollipop, hỗ trợ 2 SIM, cảm biến vân tay và viên pin dung lượng 3075mAh. Và cuối cùng là Sony Xperia XR Ultra. Giống như Oppo F1S, XR Ultra cũng được Sony hướng tới những người dùng yêu thích tự sướng chất lượng khi sở hữu camera trước với cảm biến lớn 16MP. Máy cũng có màn hình lớn thích hợp cho việc giải trí, vì màn hình siêu mỏng đẹp mắt và camera sau chụp ảnh cũng rất ấn tượng. Xperia XR Ultra được trang bị màn hình 6 inch độ phân giải 1080x1920px, chip xử lý Helio B10, 3GB RAM, 16GB bộ nhớ trong, đi kèm là bộ đôi camera 21.5MP và 16MP. Máy được cài sẵn Android 6.0 Marshmallow, hỗ trợ 2 SIM và viên pin dung lượng 2700mAh. Và trong 5 chiếc smartphone này, bạn thích em nào nhất? Nếu lựa chọn, bạn sẽ lựa chọn chiếc smartphone nào? Hãy comment và chia sẻ ý kiến bên dưới nhé. Và nếu video hữu ích, các bạn đừng quên like cũng như subscribe kênh YouTube FPT Shop Channel để nhanh chóng cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.